Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật 40 mặt hàng vừa có cái giá hot sale tại Amazon và mình cũng tìm được rất là nhiều Amazon code để quý vị và các bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi mua sắm. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Nếu như quý vị nào mà chưa có Amazon Prime, mình có thể đăng ký đường link ở trên này để xài miễn phí 30 ngày. Hôm nay ở trên Amazon thì có một cái laptop 16 inch, Windows 11, xử lý bằng bộ Intel thế hệ 12 giúp cho máy tính chạy nhanh và có cái bộ nhớ là 16 GB lưu giữ được nhiều dữ liệu. Độ phân giải 2.5 MP của camera cho ra hình ảnh sắc nét tuyệt vời. Pin thì xài lâu, đặc biệt là cái quạt trong cái máy laptop này hoạt động rất là tốt, khiến cho máy luôn luôn mát. Bình thường là 1 300 thì hôm nay chỉ còn có 389 đồng 99 sen tại Amazon. Đường link để tìm sản phẩm nhanh nhất mình để đây nha. 5 cái kệ stainless steel thép không rỉ 304 là loại inox cao cấp và mỗi một cái kệ đều được sơn qua cái lớp sơn tĩnh điện chống được nhiệt độ và độ ẩm cao trong 8 năm không cần phải khoan tường mỗi một cái kệ được dán lên trên tường và chịu được cái lực là 40 pound bình thường là 70 thì hôm nay chỉ còn có 17 đồng 98 sen các bạn đừng quên apply 10% coupon off một cái máy làm sạch chùi rửa nữ trang hoặc là những cái vật dụng y tế như là răng giả thì cái máy này sử dụng đèn led led được trang bị cái đèn uv hiệu suất cao dùng sóng siêu âm để loại bỏ đi 99.99% .99 những chất bẩn, chất dơ mồ hôi dính lên trên nữ trang hoặc là trên bề mặt của những vật dụng y tế thì cái lồng của cái máy được dùng bằng thép không rỉ stainless steel 304 Và cái vỏ bên ngoài được dùng bằng cái hợp chất ABS chống va đập và chày xước Bình thường là 46 đồng Thì hôm nay mình tìm được cái code này để các bạn tiết kiệm 50% off Và các bạn đừng quên dùng thêm 6 đồng Amazon off nữa để mình trả có 15 đồng thôi nha Một cái bộ nồi gồm 10 món ở đây gồm có 4 cái nồi lớn nhỏ từ 5 lít cho tới 1.5 lít và 2 cái chảo. Bình thường là 100 rưỡi. Amazon cho mình 10% coupon nhưng mà mình tìm thêm cái code này để các bạn sử dụng tiết kiệm thêm 50% off. Mình chỉ trả bộ nồi này có 60 đồng thay vì 150 đồng nha. Đây là một bộ nồi chảo à, có một cái lớp chống dính là bằng gớm. Teron là một cái loại không chứa chất gì, chất cadmium độc hại thường có trong những cái sản phẩm nấu ăn chất lượng thấp, nguy hại cho sức khỏe. Cái lớp mạ đồng có độ bền cao và có khả năng chống chày xước cao. Bộ nồi này mình có thể nấu ở nhiệt độ 450 độ F tương đương với 240 độ C nha. Tay cầm thì được làm bằng thép không rỉ chịu được nhiệt một cái máy lạnh nhỏ để bàn sách tay. Máy này sử dụng công nghệ làm lạnh ba lớp tiên tiến, đã có hơn 100.000 người dùng và hài lòng vào mùa hè năm ngoái. Bộ điều khiển từ xa tiện lợi, hoạt động không bị gián đoạn trong 10 giờ chỉ sau một lần sạc và chỉ cần thêm những cục nước đá hoặc là nước lạnh vào phía sau là mình sẽ có không khí mát. Bình thường là 70 thì Amazon cho mình 30% off nhưng mà mình tìm thêm cái code này để các bạn sử dụng tiết kiệm thêm 30% off nữa. Các bạn chỉ trả có 28 đồng thay vì 70 đồng nha. Máy này cũng có 7 cái đèn màu LED thay đổi và có chế độ hẹn giờ trước 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ hay 8 giờ một bộ gồm hai cái cây lăn và sáu cái cuộn refill để mình lấy đi những cái lông thú cưng hoặc là những cái sợi vải dư thừa trên sofa, trên chăn mền hay là trên quần áo. Tổng cộng là 660 tờ giấy dịch. Bình thường là 22 đồng và hôm nay mình tìm được cái code này để các bạn tiết kiệm 50% off, các bạn chỉ trả có 9 đồng thôi. Đường link để tìm sản phẩm nhanh nhất mình để trên này. Một cái máy hút bụi cầm tay không dây Bình thường là 170 Hôm nay chỉ còn có 31 đồng Các bạn đừng quên apply 10% Amazon coupon nha Máy này siêu nhẹ Nó chỉ nặng cỡ bằng một chai nước thôi Là cỡ chừng hơn một pound thôi Nhưng cái lực hút của nó lên đến 14.000 PA Và nó mạnh gấp 2 lần so với những cái máy hút bụi cầm tay bình thường Máy này sử dụng cái động cơ chổi thang làm sạch tất cả những cái bụi, những cái mảnh vụn, lông thú cưng và cây cả những cái mảnh vụn lớn khác chỉ trong vài giây. Nó có đèn led, LED sáng, có thêm hai cái bộ lọc này để mình thay vào và mình có thể giặt đi và tái sử dụng lại để tiết kiệm tiền bạc nha. Một bộ Cos Korean skincare, bộ này bình thường 30 thì hôm nay chỉ còn có 15 đồng. Bộ kem dưỡng da này bảo vệ không làm bong chóc da, có tinh chất dưỡng ẩm nhẹ nhưng cường độ cao hấp thụ rất nhanh vào da và tối đa hóa độ đàn hồi của da, giúp giảm quần thâm, nếp nhăn, giúp phục hồi và làm dịu làn da bằng cách là bổ sung độ ẩm cho da rất cao. Một cái máy đuổi mũi cầm tay hoặc là để bàn, mỗi miếng bảy côn trùng rồi mũi xài được lên 4 tiếng, trong một cái diện tích là 15 feet Màu sắc sẽ thay đổi khi cần đến lúc phải thay cái miếng đuổi mũi côn trùng Thích hợp cho đi du lịch hoặc là đi cắm trại ngoài trời Bình thường là 35 đồng thì hôm nay chỉ còn có 16 đồng 89 sen tại Amazon 3 bình nước xả thơm quần áo hiệu Downy bình thường là 28 đồng 77 sen hôm nay chỉ còn có 11 đồng mua 3 chai mình sẽ được giảm 10 đồng Amazon off một hộp gồm 10 cây dao cạo bít mỗi một cây dao cạo có 3 cái lưỡi dao Bình thường là 21 đồng thì hôm nay chỉ còn có 6 đồng. Các bạn đừng quên apply 4 đồng coupon off click vào surprise and save để lấy thêm 5 đến 15% off. Nhưng các bạn phải nhớ là khi mà hàng được gửi về đến nhà rồi thì các bạn phải quay vào cái trang Amazon account của các bạn, vào cái phần surprise and save và chọn cái món vừa được gửi về nhà rồi và click vào cancel để các bạn không nhận nó tự động mỗi tuần hay mỗi tháng. Giao cạo có chất dưỡng ẩm làm dịu da và tay cầm chống trượt để tăng khả năng lướt nhẹ và kiểm soát trong khi cạo. Một bộ gồm có 8 cái cây đèn điện năng lượng mặt trời, mình để ở ngoài trời ban ngày thì ban đêm nó sẽ sử dụng được đến 10 12 tiếng chiếu sáng, sử dụng công nghệ IP65 để nâng tuổi thọ của sản phẩm lên đến 10 năm sử dụng, chịu được mọi thời tiết dưới mưa, tuyết, sương giá và thời tiết khắc nghiệt khác quanh năm. Bình thường là 32 đồng thì hôm nay chỉ còn có 16 đồng trên Amazon. Một hộp 24 viên giảm dị ứng trong 24 tiếng với các cái triệu chứng dị ứng trong nhà và ngoài trời bao gồm sổ mũi, hắt hơi, ngứa, chảy nước mắt, ngứa mũi, ngứa họng. Bình thường là 20 đồng 67 sen thì hôm nay chỉ còn có 10 đồng các bạn đừng quên apply 20% amazon coupon off nha một cái đèn bắt côn trùng ruồi mũi bướm đêm bằng ánh sáng à, cái đèn này chỉ cần dùng cái miếng bắt côn trùng ruồi mũi gắn vào cái đèn và cắm vào ổ điện thì có thể xoay cái đèn này ở 90 độ và đèn sẽ phát ra ánh sáng màu xanh bình thường là 20 đồng 49 sen thì hôm nay chỉ còn có 10 đồng trên amazon một bộ gồm 3 cây kem đánh răng hiệu Crest Gum, tức là kem đánh răng giúp chữa lành nú răng, phục hồi nú và cầm máu từ ngày đầu tiên sử dụng bằng cách là nó sẽ vô hiệu hóa những cái vi khuẩn mảng bám ở trên men răng và nú răng, làm cho răng và nú và cái men răng được khỏe mạnh hơn, chống sâu răng, kháng khuẩn và kiểm soát những cái mảng bám vi khuẩn trên men răng. Bình thường là 26 đồng 97 sen thì hôm nay chỉ còn có 14 đồng 97 sen. Các bạn đừng quên apply 12 đồng Amazon coupon off nha. Một cái máy làm giao ưa à máy này bình thường là 45 đồng 56 sen thì hôm nay chỉ còn có 34 đồng 08 sen. Máy này dùng qua cái app điều khiển có hệ thống làm nóng đồng đều độc đáo giúp truyền nhiệt hẹn giờ và cài đặt sẵn lên đến 48 giờ trước có màn hình led led để mình kiểm soát nhiệt độ chính xác và kèm theo là 8 cái lọ làm dao ua thủy tinh có nắp đậy sữa chua là một cái nguồn cung cấp protein và canxi tuyệt vời tự làm sữa chua tại nhà sẽ giúp cho mình kiểm soát được lượng đường và sữa không béo theo ý mình muốn. Gần đây thì FDA đã cho công bố rằng sữa chua có một ít lợi giúp mình giảm cái nguy cơ bị tiểu đường loại 2. Khi mà mình thường xuyên dùng sữa chua giao ua một tuần 3 lần, loại ít đường và ít chất béo trong đó. Ba cái pack của giấy lau mặt hiệu Puff, tức là gồm có 24 hộp nhỏ trong đây thì bình thường là 53 đồng 73 sen thì hôm nay chỉ còn có 30 đồng 50 sen. Mình mua 3 cái hộp này mình sẽ được giảm 10 đồng Amazon off. iPad Samsung Galaxy model 2024 64 GB Wi-Fi và có cây viết đi kèm. Bình thường là 499 đồng 99 sen là 500 đồng Thì hôm nay chỉ còn có 329 đồng 99 sen Và nhận thêm một cái Amazon gift card 100 đồng Tính ra là chỉ còn có 229 đồng Cho cái máy iPad Samsung 2024 của ngày hôm nay ở Amazon nha Một cái chai serum hiệu Kors của Korean bình thường 28 đồng thì hôm nay chỉ còn có 12 đồng. À các bạn nhớ đừng quên apply năm đến 15% surprise save để mình có được năm đến 15% off thêm. À đây là một chai serum có tinh chất kết hợp thẩm thấu cùng một lúc mang lại lợi ích về độ đàn hồi và dưỡng ẩm, trong khi tinh chất kem thì nó cải thiện à, bảo vệ cái độ rạng rỡ, sáng của da. Đây là một loại serum chống nhăn tái tạo làn da. Vitamin B3 có trong chai serum này sẽ cải thiện làn da và là tăng cường độ rạng rỡ cho làn da. 100% tự nhiên không gây dị ứng. Ba cái hộp túi của Hattie là 120 túi. Bình thường là 33 đồng 87 sen cho 3 hộp thì hôm nay chỉ còn có 14 đồng. Mình mua 3 hộp ngày hôm nay mình sẽ được giảm 10 đồng Amazon off. Những cái túi này là 6 trong 1 bởi vì nó có cái độ bền, có dây rút lên của cái miệng túi, chắc chắn và cái túi này sẽ chống rò rỉ, thủng rách, mình có thể đựng tất cả nhiều món đồ mà không bị rách túi. Một hộp gồm 12 viên chùi rửa bồn cầu, à, một viên có thể xài ít nhất là 15 ngày, trong thời gian đó nó sẽ tạo ra một cái lớp màng bảo vệ ngăn chặn hiệu quả các cái vết bẩn cứng đầu bám dính. Viên tẩy bồn cầu có thể loại bỏ hiệu quả các cái vết cặn như nước tiểu hoặc là cặn vôi hoặc là những cái vết rỉ sét bám lại ở trên cái bồn cầu và chỉ cần xả là nó sẽ tẩy rửa sạch sẽ cho mình. Bình thường là 15 đồng thì hôm nay chỉ còn có 5 đồng. Các bạn đừng quên apply 50% Amazon coupon off nha một cái cây duỗi tóc và làm các cái kiểu dáng của tóc hiệu Revlon bình thường là 50 thì hôm nay chỉ còn 19 đồng 99 sen. Cái máy này nó sử dụng công nghệ gốm đồng truyền nhiệt đều vượt trội và tạo kiểu tóc nhanh hơn. Mỗi một lần nó sử dụng sẽ làm ít hư tóc hơn. Tấm kẹp đầu tiên sẽ làm thẳng tóc trong khi tấm kẹp thứ hai làm cho tóc mượt hơn, thẳng hơn, khỏe hơn sử dụng qua màn hình LED có nhiều cài đặt nhiệt, đạt tới nhiệt độ 455 độ F, mang đến nhiều kiểu dáng đa dạng cho mọi loại tóc. Một cái máy lọc không khí hiệu Morento, bình thường nó là gần 800, thì hôm nay chỉ còn có 77 đồng 26 cent. Các bạn đừng quên dùng thêm 30 đồng Amazon Coupon Off ở đây. Đây là một cái máy lọc không khí với cái diện tích 1076 square feet với cái bộ lọc H3 H13 là cái bộ lọc có bốn cái tầng ở trong đó. Loại bỏ được 99.97% phi khuẩn, lông thú cưng, mùi nấm mốc, khói thuốc, khói xe. À, có hai cái cửa hút gió ở hai mặt Máy này sử dụng bằng cảm biến hồng ngoại PM2.5 sẽ theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực và đưa trở lại màn hình hiển thị. Nếu như không khí xung quanh trở nên ô nhiễm thì màn hình sẽ xuất hiện màu vàng hoặc là màu đỏ. Đồng thời quạt sẽ tăng tốc độ để làm sạch không khí nhanh hơn. Có 3 chế độ hẹn giờ tự động và 4 chế độ quạt. Thay thế bộ lọc khoảng từ 4 đến 6 tháng tùy theo chất lượng không khí nơi cái khu vực của mình ở nha. Một cái máy lọc không khí khác à, cách đây 2 3 tuần mình có làm bài về Amazon lúc đó cái máy lọc không khí này là 38 đồng thì hôm nay chỉ còn có 29 đồng. Các bạn đừng quên dùng 25% coupon off ở đây. À, máy lọc không khí này cũng có bộ lọc HEPA à, là một bộ lọc than hoạt tính có thể lọc hiệu quả các cái chất gây ô nhiễm trong không khí từ phấn hoa cho đến à, vi khuẩn và lông thú cưng có bốn chế độ lọc cấp độ càng cao thì tốc độ gió thanh lọc càng lớn và tốc độ thanh lọc không khí càng nhanh à, đây là một chức năng mới của cái máy lọc không khí này. Và khi bộ lọc đã đến kỳ phải thay thì màu đỏ sẽ hiện lên để cho mình biết để mình thay cái miếng à, lọc khác Và ở phía trên này nó có một cái miếng rất là nhỏ để mình có thể nhỏ vào đây vài giọt tinh dầu hoặc nước hoa Để không khí trong phòng mình lúc nào cũng thơm sau khi được lọc sạch ha Bình thường là 100 đồng thì hôm nay chỉ còn 29 đồng nha. Một cái hộp xà bông À, rửa chén 78 phút thì bình thường 21 đồng hôm nay chỉ còn 13 đồng các bạn đừng quên apply cái coupon 4 đồng 16 sen ở đây một cái máy lạnh mini nhỏ chứa được 12 chai nước bình thường là 60 thì hôm nay chỉ còn 27 đồng 76 sen mình có thể mang vào phòng mình rất là tiện lợi Cửa tủ lạnh có khóa, bộ điều chỉnh nhiệt có thể điều chỉnh bằng tay, chuyển từ chế độ mát sang ấm. Có cái cục biến đổi điện từ 110V để đi du lịch. Một cây bàn chải chùi rửa điện model 2024 bình thường là 50 thì hôm nay chỉ còn 26 đồng 99 sen. Các bạn đừng quên sử dụng 3 đồng coupon Amazon off cây này thì chống nước hoàn toàn ngăn ngừa các cái vấn đề về rỉ sét về điện hoặc là bị ngắt mặt khi sử dụng tay cầm có thể thu ngắn dài và không cần cúi xuống hay quỳ gối để sử dụng máy nhẹ hơn 20% so với các cái loại khác có hai điều chỉnh tốc độ thấp cao để xử lý các cái vết bẩn vết cứng mỗi một phòng xoay có thể xoay được 350 phòng trong một phút đầu xoay có thể di chuyển 360 độ có bốn cái bàn chải để thay thế chùi rửa bồn cầu bồn tắm hoặc là các cái góc cạnh khe hở khó tiếp cận và một cái bàn trải lớn để xử lý sàn nhà một cái kệ hai tầng có thể xoay được 360 độ và có thể điều chỉnh được độ cao thấp tùy ý đáy kệ thì có một lớp cao su chống trơn trượt và kệ được làm bằng hợp chất nhựa cao cấp. Mỗi một cái kệ có bề ngang là 10.5 inch, bề dài 10.5 inch và bề cao là từ 7 cho đến 9 inch. Bình thường là 20 đồng thì hôm nay chỉ còn 10 đồng 99 sen. Một bộ gồm 12 cái dụng cụ nhà bếp, nĩa, muỗng, đồ đánh trứng, kéo. Bình thường là 20 thì hôm nay chỉ còn có 10 đồng. Hai cái ghế Zero Gravity Chair 69 .99 đồng 99 sen, bền, chứa nặng lên đến 250 pound, khung thép chắc chắn, vải lưới thì thoáng, thoải mái sử dụng. Ghế có thể điều chỉnh độ nghiêng từ 0 đến 160 độ. Hiện giờ thì Walmart đang bán cái bộ ghế này là 90 đồng một cái cây kem dưỡng da chống nắng hai trong một Bình thường là 16 đồng thì hôm nay chỉ còn có 7 đồng Các bạn đừng quên apply 15% Amazon Coupon Off Đây là kem dưỡng da chống nắng SPF 50 Không gây dị ứng, không có mùi thơm, không có dầu và thuốc nhuộm Không có chất à, bảo quản Bảo vệ tia UVA, UVB hiệu quả cao bằng bộ lọc khoáng chất zinc oxide có trong kem chống nắng dưỡng da này kệ giày dép gồm có 12 ô với những cái đôi giày lớn cỡ size số 11 bình thường là 90 thì hôm nay chỉ còn 28 đồng Amazon cho mình 15 coupon và mình tìm được cái code này để các bạn sử dụng tiết kiệm thêm 15 phần trăm off à, đây là một cái kệ sử dụng chất liệu nhựa ABS chịu lực và à, chống chày xước và đập một cái tủ xe đẩy 4 tầng bốn bánh xe quay dễ dàng di chuyển bánh xe có thể khóa chân cố định để tủ không bị di chuyển có thể tháo rời xếp chồng lên nhau khi không sử dụng cửa trước của thùng à, có cái chốt 500 để cửa không bung ra được làm bằng chất liệu nhựa PP bền cao không mùi an toàn bình thường là 60 thì hôm nay chỉ còn 29 đồng 99 sen à, các bạn đừng quên apply 10 đồng Amazon coupon off Một cái hũ kem L'Oreal tái tạo làn da chống nhăn và làm da săn chắc mềm ẩm tức thì không gây mụn Có luôn cả kem chống nắng ở trong đây là SPF 25 Bình thường là 21 đồng thì hôm nay chỉ còn có 7 đồng các bạn đừng quên apply 4 đồng 10 sen của Amazon coupon và 5 đến 15% off của Surprise and Save nha một cái máy massage của Shiatsu bình thường là 70 thì hôm nay chỉ còn 39 đồng 97 sen máy này có bốn cái nút lớn và bốn cái nút nhỏ nó có thể massage sâu vào các cái mô cơ của mình ở trên vai cổ lưng toàn thân và các cái nút 3D này sẽ tự động đảo ngược có ba cái tốc độ lực điều chỉnh có nhiệt làm nóng làm dịu cơn đau một lần nữa nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích vui lòng đăng ký nhấn like bình luận và chia sẻ video nha hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau